À, chào các bác, chào các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Uzi Ô Tô. Hôm nay thì em Cường ô tô Quán Toan bên nhà em nó mở cửa hàng cũng được tuần nay rồi. Thế nhưng mà thời điểm này đúng là cũng bận nhiều việc. Thì hôm nay sang review cho em nó tất cả những mẫu xe bên nhà Cường ô tô Quán Toan. Vâng, bên này thì thằng cu em nhà em nó hay chơi những cái dòng xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Vâng, những chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ thì em mới mở riêng về đến nhà rồi. Hơn chục đầu xe đang có mặt tại đây. Và các bác nào mà đúng chân đúng cảng ấy thì các bác cứ điện thoại ngay cho Cường ô tô Quán Toan qua số điện thoại 0945 121 288. Còn nếu mà không thì các bác cứ điện cho em, giã em cũng được. Vâng, rất nhiều các mẫu xe đang có mặt tại đây. Ví dụ như Lacetti CDX này, Mitsubishi Lancer này, rồi con kia Altis này. Đấy, hoặc đặc biệt bác nào ít tiền thì chơi con này cũng được này. Dây 2000 nữa các bác. Vâng, giá rẻ giật mình luôn, dây đời 2000 luôn đấy các bác nhá. Hoặc là bên này có một chiếc Elantra này, Accent này, Elantra này. Đấy, rất nhiều xe đang có mặt tại đây. Thì các bác nào đúng chân thì các bác có thể alo qua số điện thoại 0945 121 288. Vâng, bên Cường ô tô Quán Toan ngay ở ngã tư Quán Toan luôn các bác nhá. Mở rộng địa bàn luôn cho hệ thống tất cả các xe ở trên tất cả các tỉnh thành. Thì bên hệ thống bên em có rất nhiều anh em. Thì các bác nào quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng để xem xe. Vâng, bên nhà em đội ngũ anh em làm việc rất là chăm chỉ, nhiệt tình và phục vụ mua bán xe trên toàn quốc cho các bác. Vâng, trước mặt các bác đầu tiên em muốn giới thiệu một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Dòng này thì đi về lành vô đối luôn, 7 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao máy thoáng, điều hòa mát lạnh luôn. Con này thì điều hòa riêng hai vùng luôn và màu sơn này thì cũng khá là đẹp. Toyota Jay đời 2000, một chiếc xe bản GL thiếu 2000 tròn. Và con này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022, lăn bánh thì được cũng tương đối gần 30 vạn rồi. Thế nhưng mà được cái là xe thì siêu chất luôn các bác nhá. Con này thì cực kỳ chất luôn, chắc chắn vô cùng. Đặc biệt là dàn lốp dép của xe thì rất là mới. Và chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A59350. Mặc dù mang biển Quảng Ninh nhưng mà gầm của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Đây em cho các bác xem gầm luôn này. Đấy, các bác nhìn gầm nhá. Vâng, nói là Quảng Ninh thôi nhưng mà gầm cực đẹp luôn nhá. Vâng, xe đẹp không lỗi lầm, nội thất tươi. Đấy, một chiếc xe số sàn, động cơ máy 1.8, ăn xăng như người, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe này thì bền lành vô đối luôn. Con này thì thích hợp với bác nào ít tiền, thích đi dòng xe mà vừa để chở người và cũng vừa để chở hàng ấy ạ. Thì giờ các bác chơi những cái xe này là rất là ok. Còn bác nào ở trên miền núi chạy những cái dòng này thì xả xã là xã cũng không lo phải là hết hơi giữa dốc, hay là các bác không phải lo đến cái chuyện là sửa chữa dọc đường, vì cái dòng này nó rất là bền lành luôn. Và xe thì cực kỳ cứng đẹp luôn. Con này thì đang bán với cái giá chỉ có 120 triệu đồng thôi các bác nhá. Cực kỳ rẻ trong tầm giá luôn. Một chiếc Huy Chevrolet đây, Gentra, DU Gentra đó. Vâng, DU Gentra. Và dòng này thì cũng sản xuất năm 2009. Chiếc xe thì chỉ sử dụng động cơ có 1.5 thôi. Một mẫu sedan phân khúc hạng nhỏ, giá rẻ. Và con này thì đang bán với cái giá rẻ giật mình luôn, 138 triệu đồng. Sơn si tôn vỏ đều, xe cực kỳ cứng đẹp, nội thất tươi. Đây, các bác nhìn nào, nội thất màu kem rất là tươi luôn nhá. Vô lăng 3 chấu, dòng này thì nó là bản đơn giản dành cho những ai mà chạy gia đình, giá rẻ rồi. 138 triệu đồng thôi, chỉ đắt hơn một chiếc SH một chút thôi. Nhưng bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đẹp. Vâng, cái loại này thì keo chỉ bao zin cho các bác cả xe, máy số gầm bệ cực ngon luôn nhá. Và con này đã được lên la răng đúc đẹp rồi. Đấy, la răng của con này là la răng King Mousse. Đấy, các bác nhìn nào. Vâng, rất là đẹp trong tầm giá 138 triệu đồng. Tiếp theo bên này, ta có một chiếc Hyundai Avante đời 2011. Con này thì sử dụng động cơ máy xăng có 1.6 thôi, ăn xăng như ngửi. Nhưng mà đặc biệt là nó là số tự động nha, phần mới số tự động, cực kỳ đẹp luôn, nội thất tươi. Giá tiền của chiếc xe này thì chỉ có 328 triệu đồng ạ. 328 triệu đồng nhá. Còn review chi tiết thì em sẽ làm review chi tiết từng xe cho các bác. Chiếc xe này thì có cả cửa sổ trời luôn. Đấy, rất là chắc chắn, máy số ngon. Đấy, điều khiển ngoài rất là yên tâm, an toàn cho các bác. Một chiếc xe mới được nhập về, Hyundai Accent đời 2011. Một chiếc xe nhập Hàn, máy xăng 1.4. Và con này thì sử dụng máy Eco, có cam hành trình, cam lùi đầy đủ, máy gầm đại chất luôn. Đây là sử dụng số tự động. Chiếc xe này thì đang bán với cái giá là 325 triệu đồng nha các bác nhá.
lốp dép mới, la răng đúc khỏe thể thao, và dòng Elantra hoặc là dòng Accent thì các bác biết rồi, là những dòng xe mà bên Hàn Quốc người ta đi rất là nhiều. Dòng này thì đi rất là bền lành luôn. Động cơ máy 1.4 máy Eco, dòng này đi các bác tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn nhá. Đấy, giá rẻ giật mình luôn. Em đang bán với giá chỉ có 325 triệu đồng thôi ạ. Vâng, rất là rẻ trong tầm giá luôn. Còn bên này tao có một chiếc Toyota Altis 2008, một chiếc xe cực kỳ đẹp, một chủ từ mới, biển Quảng Ninh 14N5629. Vâng, cái dòng Altis thì các bác biết rồi, những cái dòng xe mà máy bền lành tiết kiệm, và dòng này nó trung tính cho dòng Camry Vios. Và chiếc xe này là sử dụng số tự động nhá. Vâng, số tự động. Xe thì cực kỳ đẹp, cứng, lét, căng từng cm luôn. Nhưng mà giá thì chỉ có 316 triệu đồng chiếc Altis 2008 này thôi. Con này thì một chủ từ mới rồi. Vâng, và đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022. Lăn bánh của chiếc xe này thì nó chỉ có hơn chục vạn thôi, rất là ít. Vâng, cực kỳ ít trong tầm giá luôn. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Mitsubishi Lancer 2004, một chiếc xe sử dụng động cơ CVT số tự động 1.6, và cái này là form mới nhá. Laser cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nói chung là đẳng cấp vô cùng. Dòng này đi rất là bền lành luôn. Và dòng Mitsubishi thì nó đặc trưng cho phần gọi là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Giá chiếc xe này đang là 175 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Biển số 15A14472 các bác nhá. Biển số Hải Phòng. Con này thì cũng đã được gắn cam hành trình, cam lùi đầy đủ, máy gầm ngon. Và dòng này thì đi rất là sướng luôn. Đây các bác nhìn nội thất bên trong. Ái chà chà. Con này em quên chìa khóa bên trong rồi nhá. Đấy, số tự động luôn các bác. Vâng, em vất chìa khóa trong nhà rồi. Một chiếc Lacetti bản CDX. Vâng, con này thì bản phun kịch rồi, với 8 túi khí, biển 36A62214. Con này thì nhập Hàn nguyên chiếc rồi. Dòng CDX là một dòng xe được rất nhiều người tìm kiếm luôn. Những cái dòng xe này form nó cực kỳ đẹp, máy nó rất là ngon và bền lành. Và dòng này thì sử dụng động cơ trông vậy thôi, nhưng chỉ có 1.6 bằng 2/3 so với một chiếc Camry. Ăn xăng như ngửi, máy gầm ngon. Và đặc biệt những cái dòng xe này thì khỏi chê luôn. Mà giá bên em bán thì rẻ giật mình, chỉ có 242 triệu đồng chiếc xe này thôi. 242 triệu đồng là các bác thoải mái có ngay một chiếc CDX form mới rồi. Các bác nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng sedan phân khúc thể thao. Và dòng này thì như những cái dòng phân khúc hạng D rồi. Đấy các bác nhìn này. Đấy, lốp dép gì mới này. Đấy, và đặc biệt là có cửa sổ trời full option toàn cảnh luôn các bác nhá. Vâng, giá con này thì rất là rẻ thôi, chỉ có 242 triệu đồng chiếc xe này ạ. Vâng, bên em Cường Auto có khá là nhiều xe. Và bác nào lựa chọn những cái chiếc xe nào thì các bác cứ qua cửa hàng lựa chọn ngay ngã tư Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng ấy nhá. Đấy các bác ạ. Vâng, ngay ở ngã tư Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng thôi. Cực kỳ nhiều mẫu xe đang có mặt tại đây. Tiếp theo là bên này tao có một chiếc Kia Morning đời 2016, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển Hải Phòng 15A27544. Vâng, dòng xe rất là bền lành, tiết kiệm nhiên liệu và dành cho gia đình. Con này thì bán rẻ cực kỳ luôn đấy các bác nhá, chỉ 196 triệu đồng chiếc xe này thôi. Đấy, dòng xe này thì con này thì đã được lắp hết màn hình rồi, nội thất khá là tươi. Đấy các bác nhìn này. Đấy, và chiếc xe này thì các bác về cứ chỉ việc đi thôi, dán thêm mấy cái tem nữa cho nó đẹp. Vâng, giá rẻ cực kỳ luôn cho các bác. Và đương nhiên là trong chương trình mới khai trương cửa hàng ấy, thì em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác luôn những mẫu xe này. Các bác đến trả giá thoải mái là vẫn có xe bác về. Một chiếc Cerato, Kia Cerato đời 2018, một chủ từ mới, biển Hải Phòng 15A37262. Con này thì đẹp xuất sắc luôn, không có lỗi lầm, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Một chiếc xe động cơ máy xăng 1.6 số sàn các bác nhá. Chiếc xe đẹp như thế này thôi nhưng mà bên em bán giá rẻ giật mình luôn, chỉ có 428 triệu đồng thôi chiếc xe này. Vâng, cực kỳ rẻ trong tầm giá luôn. La răng đúc thể thao, lốp dép dày, có cảm biến áp suất lốp đầy đủ và được tích hợp rất nhiều chức năng xịn sò. Nội thất bên trong xe là sử dụng tông màu kem sáng, dòng xe rất là bền lành, máy gầm ngon, đèn bi cầu sáng láng trong thời gian. Và đặc biệt là cái dòng này thì khỏi chê về chất lượng. Đấy, Kia Cerato thì ai cũng biết rồi. Thế nhờ các bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto. Vâng, dòng xe rất là ok và giá chỉ có 428 triệu đồng thôi. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Hyundai, ái chà chà, hàng mới về này các bác này. Hyundai i10 bản sedan nhá, màu đỏ nhá. Ui, xe gia đình một chủ từ mới luôn, đời 2018. Máy xăng 1.2, con này thì đi thì bền lành khỏi nói luôn. Một chiếc xe số sàn,
giá thì chỉ có 298 triệu đồng thôi. Máy rất là ngon, gầm rất là sáng, cực kỳ thoáng trong tầm giá luôn. Đẹp tuyệt vời và nội thất thì khá là tươi. Bao zin nữa các bác nhá. Biển 15A39713. Con này đấy, giá rẻ như cho luôn, chỉ có 298 triệu đồng chiếc xe này thôi. Một chiếc xe tiếp theo, Hyundai Kia Cerato đời 2017. Vâng, động cơ máy xăng 1.6 số sàn. Con này thì biển Hải Phòng 15A60895 và với cái giá chỉ có 415 triệu đồng với chiếc xe này thôi các bác nhá. Vâng. Chi tiết thì các bác cứ nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi hình chi tiết từng chiếc xe cho các bác. Vâng. Đấy, từng chiếc xe một, một chiếc xe số sàn bản đủ, cực kỳ đẹp luôn. Nội thất khá là tươi, rộng rãi vô cùng, dành cho gia đình, có màn hình điều hòa auto. Đấy, gương kính chỉnh điện, túi khí an toàn. Đấy, thế con bác nào mà thích cái dòng Morning nhập bản SLX này, hàng đẹp này. Ui giời, con này thì khỏi chê luôn. Chất thì khỏi bàn. Vâng, giá chỉ có hơn 100 đồng, nhưng mà các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Kia Morning đẹp rồi nhá. Đấy, số tự động này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ option, la răng đúc thể thao. Đấy, máy rất là ngon luôn. Con này đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Đấy, xe giá rất là rẻ luôn nên các bác nhá. Vâng. Những ai mà quan tâm đến mẫu xe này cứ điện thoại ngay cho em Cường ô tô Quán Toan. Vâng, dạo này là em mới bao hết vùng ngã tư Quán Toan rồi. Nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng cũng như là độ hot của bên em. Đây, ngã tư Quán Toan em ngay đây. Đấy. Rất là nhiều xe. Vios 2013 máy xăng 1.5. Đấy. Và một chiếc xe Vios cực đẹp luôn. Con này thì bản G xịn sò nhá các bác nhá. Đây, nội thất này. Các bác nhìn này, nội thất bên trong xe này. Đấy. Dòng Vios thì các bác biết rồi, là một dòng xe mà được khá là nhiều người yêu chuộng. Ui, màn hình vẫn còn zin các bác ạ. Thế mới sợ chứ. Màn hình vẫn còn zin nguyên. 2013 nha các bác nhá. Mà giá chỉ có 359 triệu đồng chiếc xe màu vàng cát này thôi. Vâng, rất là rẻ trong tầm giá luôn. Đấy, cửa hàng bên em Cường Yến Auto thì hiện nay có tầm 15 con xe. Đấy, thì là các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nào thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm những mẫu xe này, để làm sao mà có thể là dinh được cho mình những chiếc xe yêu thương nhất về cửa hàng. Còn con này thì đã giao cho khách vừa bấm biển cho các bác ạ. Bên nhà em bao bấm biển cho các bác luôn nhá. Vâng, bao cho các bác bấm biển luôn, là bấm biển kiểu gì cũng tránh được 4953. Đấy, vì bên nhà em là quan hệ cực kỳ tốt với các bác luôn. Một chiếc Hyundai Avante đời 2011, xe siêu đẹp luôn. Động cơ máy xăng 1.6 số tự động, con này thì đẳng cấp vô cùng. Đấy, các bác nhìn này, thiết kế hài hòa trang nhã, biển Quảng Ninh 14A61472. Và các bác có thể nhìn này, form dáng này. Đấy, kiểu dáng này, sơn su tôn cỏ đẹp. Xe căng, và con này thì đang bán với cái giá chỉ có 319 triệu đồng thôi. Rất rẻ trong tầm giá luôn. Đấy, riêng cái tem e-pass kia nhá, vẫn còn 2 củ trong tài khoản luôn. Còn đăng kiểm chiếc xe này thì đến tận cuối năm, tháng 12 năm 2022. Các bác về chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì đâu. Vâng. Quá rẻ trong tầm giá luôn. Đấy, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe đẹp và vừa đẹp lại vừa yêu thương. Xin chào. Đấy, tuyển hẳn những nam thanh niên phục vụ, vừa to cao vừa khỏe mạnh và đương nhiên là cực kỳ sạch sẽ luôn cho các bác. Đấy, xe chuẩn bị giao là bao giờ cũng phải thế này đây. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.